Thưa quý vị, hiện nay tình trạng tóc bạc sớm không còn là vấn đề hiếm gặp, thậm chí còn xuất hiện ở cả tuổi thiếu niên. Rất nhiều người bị tóc bạc sớm làm mất nhiều tự tin trong cuộc sống và có cảm giác thiếu tự tin với mái tóc bạc lốm đốm khi tuổi còn trẻ. Bạc tóc sớm có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có liên quan tới quá trình lão hóa chung của cơ thể. Do đó, các bệnh lý liên quan đến lão hóa sớm đều có thể dẫn đến bạc tóc. Theo các bác sĩ, một số nguyên nhân có thể dẫn đến tóc bạc sớm như thiếu hụt vitamin, căng thẳng kéo dài, hút thuốc, thức khuya, v.v. Ngoài yếu tố về lối sống, chế độ ăn, thì hiện tượng tóc bạc sớm còn có liên quan tới yếu tố gen, di truyền. Bố mẹ bị bạc tóc sớm, thì thế hệ sau con cũng sẽ bạc tóc sớm. Thường á, cái độ tuổi mà tóc bạc của chúng ta thì thường sẽ là 40 tuổi trở lên. Thì nếu như các bạn trẻ mà tầm độ tuổi mà khoảng 20-30 tuổi mà đã có tóc bạc rồi á, thì cái trường hợp đó sẽ liệt vào là tóc bạc sớm. Thì chúng ta biết rằng là đối với lại cái tóc của chúng ta thì nó cần những cái hoạt chất để mà khiến cho những cái men như là men tyroxina nó sẽ hoạt động để mà nó có thể chuyển hóa được cái sắc tố gọi là melanin. Thì chính cái melanin nó sẽ tạo thành cái màu tóc của chúng ta. Thì nếu như chúng ta ăn uống không đủ những cái hoạt chất như là N-acetin hoặc là kẽm hoặc là những cái vitamin C vân vân thì nó sẽ khiến cho không đủ chất dinh dưỡng để mà những cái men đó nó hoạt động và nó sẽ khiến cho là tóc của chúng ta không thể tạo ra được cái màu tóc màu đen. Nếu bạc tóc do lối sống và dinh dưỡng hoặc bệnh lý hoàn toàn có thể cải thiện được màu tóc. Trường hợp bệnh nhân bạc tóc có liên quan tới vấn đề về dinh dưỡng thì cần bổ sung một số vitamin tốt cho tóc như vitamin nhóm B, vitamin B12, sắt, đồng. Nếu bạc tóc có liên quan tới bệnh lý thì cần phải điều trị các bệnh lý đó như bệnh tuyến giáp. Trong trường hợp bệnh nhân bạc tóc do di truyền thì cho đến nay chưa có phác đồ cụ thể để điều trị tóc bạc. Bệnh nhân tóc bạc sớm cần phải đi khám để tìm ra nguyên nhân cụ thể, từ đó mới có phác đồ giúp cải thiện tình trạng này một cách hiệu quả nhất. Thuốc uống thì thực ra là nó sẽ mang cái vai trò là hỗ trợ điều trị, chứ không thể nào mà chúng ta uống thuốc để mà có thể tóc từ bạc mà thành màu đen được, mà nó sẽ giúp cho chúng ta là ngừa xuất hiện những cái phần mà tóc bạc mới. Do đó là thực ra là theo y văn thế giới hiện nay á, là chưa có một phương pháp nào gọi là điều trị triệt để cái tình trạng mà tóc bạc sớm. Nó sẽ điều trị tạm gọi là tạm thời và để cho chúng ta giảm lại cái sự hình thành tóc bạc mới thôi. Theo bác sĩ, nhuộm tóc là phương pháp phổ biến nhất hiện nay, tuy nhiên cần lựa chọn loại thuốc nhuộm tóc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn.